Vâng, linh kiện 759 xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên mình sẽ tiến hành test bao gồm 10 mạch tăng áp từ 12V lên 220V 500W. Thì số thứ tự mà hôm nay mình sẽ test là từ A41 đến A50. Hiện tại sản phẩm này bên em đang cung cấp với cái giá của nó là 290.000. 290.000 một sản phẩm này nhá. Ok. Thì đối với cái sản phẩm này thì nó tăng áp từ 12V lên 220V. Với cái công suất của nó là 500W. Sử dụng qua cái biến thế thì các bạn về nhà có thể tận dụng cái biến thế cũ của nhà mình đó. Thì mua cái mạch này về kết nối nguồn bình và đấu ra thì nó sử dụng được cái thiết bị dưới 500W. Ok, thì cái cách kết nối như sau. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cái nguồn 12V. Nguồn 12V thì các bạn đi vào hai cái cọc bình, hai cái cọc âm dương, có ký hiệu âm dương ở đây. Đầu này là đầu dương, này là âm. Tiếp theo là còn lại hai cái cọc này thì các bạn đấu vào cái cuộn dây thứ cấp của cái biến áp nhé. Cuộn dây thứ cấp của biến áp, tức là cái đầu ra của 12V. Và cái nguồn điện 220V cho ra sử dụng, đó là cái nguồn điện là cái đầu dây vào 220 của cục biến áp nó. Thì tức là nó ngược lại so với cái mình sử dụng cái cục biến áp nhé. Ok. Nó cái công suất của nó là 500W, nhưng các bạn có thể sử dụng dưới 500W thì tốt hơn. Ở trên cái mạch này thì nó có hai cái đầu dây. Đầu dây là đầu dây công tắc, các bạn chập vào cái này thì nó là hoạt động. Về nhà các bạn có cái công tắc thì đấu vào nhé cho nó tiện. Đây, ở trên đây em có kết nối sẵn. Khi em chập vào thì nó sẽ sáng nhé. Và lưu ý là cái biến áp mình phải đủ công suất, nó khoảng tầm từ 300 đến 500W nhé, thì có thể sử dụng tối đa. Em đánh dấu luôn ký hiệu lên sản phẩm nhé.
OK, toàn bộ 10 sản phẩm nem test là hoạt động rất là tốt nhé, không vấn đề gì. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.